xin cảm ơn nghệ sĩ khách mời của chương trình và xin được gửi những lời chào nồng nhiệt đến với sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu, các tổ chức khách quý khi đã cùng trở về với Từ Gia gia đình ngày nay chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng tối ngày 3 tháng 3 năm 2020, tức ngày 10 tháng 2 năm Canh Tý, và cùng chứng kiến tham dự sự kiện lễ ái hỏi nàng tài kết tình thông gia bền chặt cùng gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, đính hôn đính ước cho cô Bình Nga và chú rể Thanh Tuấn. Lần đầu tiên cho phép ban biên tập chương trình, trung tâm tổ chức sự kiện Quế Hiền xin phép được đỡ lời cho gia đình và nhà gái. Gia đình ông Lê Minh Thịnh và chị Thị Bảy tại 67 Xuân Thiên Quận Sơn Thanh Hóa gửi tới toàn thể quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự như ý và mã đáo thành công. Kính thưa quý vị, sự kiện lễ hỏi nàng tài kết tình thông gia bền chặt cùng gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, đính hôn và đính ước cho cô dâu Bình Nga và chú rể Thanh Tuấn xin phép được bắt đầu bằng một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt. Xin mời. Kính thưa quý vị, lời chào thì cao hơn mâm cỗ, lời chào đi trước để hành khách rước về, và ngay bây giờ sẽ là nghi thức đầu tiên hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng thực hiện. Đó là nghi thức vấn danh. Trước tiên, cho phép ban biên tập chương trình xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ khởi thân đứng dậy, có lời chào hỏi, lời chúc sức khỏe tốt đẹp gửi tới gia đình họ nhà gái, quy chính thức giới thiệu thành phần tham dự sự kiện lễ hỏi nàng tài đến từ gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Tôi là mình bố và chú Tuấn. Đây và hôm nay tôi đi xuống đến đây và tôi xin chúc toàn thể họ nhà gái mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Sau đây là những thành phần tham gia hôm nay cơ bản để tham gia hội hôm nay là đây là vợ chồng tôi, tức là tôi nhà mình, đây là Tuyên là vợ tôi. Nhất thứ hai đây là anh chị cả thôi, tức là anh Sơn thì đây là bác cả. Đây là ông chú vợ đấy, đây là các cô thì chú bác anh em thằng này tất cả đến đâu đấy đông đủ. Hai. Tôi vâng với xin phép toàn nhà trai. Trước hết thì kính chúc mọi nhà trai gái các ông các bà các cụ ông cụ bà rồi các ông các bà anh em các cô dì chú bác sang năm mới mạnh khỏe vui hạnh phúc. Để sau đó thì mình báo cáo với nhà trai còn chú Thinh còn đây xin chào chú Thinh còn chú là em được bố xin chào chú Thinh. Đây là chú hỏi nữa. Đấy, chú hỏi. Chú hỏi rồi đấy. Thì báo cáo với mọi nhà trai như thế thì được phép chúng là chủ đoàn của họ gái. Thì cũng thay mặt cho họ gái thì báo cáo với họ trai sau khi mà cố gắng thống nhất là cố gắng lễ trước đây thì rồi họ trai và họ gái xin chấp nhận mà lúc đó tôi là để xin chấp nhận và xong báo cáo với họ trai thì ra tiền để ra tiền để đổi tiền và xin quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chúng ta sẽ cùng chúc mừng cùng với cơ sở đầu tiên cùng trao vào đây. Có nghĩa rằng trong những khoảnh khắc này, gia đình nhà trai và gia đình nhà gái đã chính thức là thông gia một nhà. Chú rể Thanh Tuấn chính thức được công nhận là rể nguyện tại gia đình họ nhà gái. Và bây giờ, xin được trân trọng giới thiệu tới đoàn đại diện của hai bên, sự hiện diện của chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga. Mời các bạn sẽ cùng trở lại với vị trí trang trọng ngày hôm nay để cùng gửi đến đoàn đại diện của hai bên một lễ tri ân chân thành nhất thông qua một cái cúi đầu thật sâu.
Xin được cảm ơn sự trở lại của những nghệ sĩ khách mời của chương trình cùng với tổ khúc Giao Duyên Mời Chầu. Kính thưa quý vị, thật đúng là miếng chầu là đầu câu chuyện, miếng chầu đêm nghĩa thu thê, mẹ cha đã để em về với anh, em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và ngày hôm nay, những ước mong đó của cô dâu Quỳnh Nga và chú rể Thanh Tuấn đã chính thức trở thành sự thật. Họ sẽ cùng chính thức chung ông, chung bà, chung cha, chung mẹ, chung anh, chung em để cùng sẻ chia những đắng cay ngọt bùi, những nỗi buồn niềm vui, những nước mắt nụ cười và muôn vàn những cung bậc cảm xúc và đời sống hôn nhân chính thức mang lại. Và đặc biệt ngày hôm nay, tân lang và tân gia nhân của chúng ta đã và đang cùng tiếp tục được đón nhận muôn vàn những yêu thương, sự vui vẻ và sự say cũng như sự quan tâm từ phía tập thể quý vị để cùng định hướng cho cô dâu chú rể hướng đến với một tương lai đủ đầy, một sự nghiệp vững vàng và một tình yêu hạnh phúc trọn vẹn nhất đến ngày đầu bạc răng long. Kính thưa quý vị, để định hướng cho các con đến với các sự kiện lớn tiếp theo, đó là sự kiện lễ phu quy và sự kiện lễ thành hôn, thì ngày hôm nay đoàn đại biểu danh dự của gia đình Hoài Nhà Trai mang đến với gia đình Hoài Nhà Gái cây chầu thứ hai, gọi là cây chầu xin phép được ấn định ngày cưới, đó là cây chầu dẫn đường để cho các con sẽ cùng hướng đến sự kiện lễ phu quy và sự kiện lễ thành hôn. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình Hoài Nhà Trai. Ông bà cũng đang được các vị đại diện của Hoài Nhà Gái. Hôm nay là phép của ông bà bên tham gia cho phép gia đình chúng tôi xuống để thứ nhất gọi điện hỏi, thứ hai là để thông báo ông bà và xin ông bà để những ngày cưới thì đúng theo hai bên gia đình chi thì đúng 12 ngày 12 là cưới thôi. Và chồng tôi đến xin dâu thì đến 9 giờ kém, 8 giờ kém, mà 8 giờ hơn 9 giờ kém như thế là mình không có mặt ở đây. Đến tầm 9 giờ 15 là xin cháu dâu ra khỏi nhà. Thì đây là tổ chức ở trên nhà, và lúc này là tôi xin phép ông các bạn. Vâng, tôi được phép thay mặt cho gia đình gái thì nhà trai có một cặp chồng thứ hai, cũng là báo cáo với nhà gái để xin ngày giờ và hẹn ngày giờ để xin dâu. Thì thay mặt cho nhà gái chúng tôi được phép xin nhận cặp chồng thứ hai trước với nhà trai. Thì xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đại diện của hai bên gia đình đã chính thức thông qua nghi thức thứ hai, nghi thức cùng với cây chầu xin cưới và định ngày, cùng với khung ngày và giờ đã được hai vị trưởng đoàn chính thức ấn định. Cho phép ban biên tập chương trình xin một lần nữa đỡ lời cho hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên trân trọng loan báo tin vui, ký chuyển những lời mời tới toàn thể quý vị đại biểu, các tổ chức quan khách. Chúng ta sẽ cùng chính thức hiện diện tại tư gia gia đình Hoài Nhà Gái, gia đình ông Lê Huy Thịnh, bà Trịnh Thị Bảy tại 67 Xuân Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa vào thời khắc 8:20 buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 5/3/2020, tức ngày 12/2 Canh Tý, cùng chứng kiến tham dự sự kiện lễ phu quy, cùng với đại đồng hai bên gia đình tiến hành các nghi thức nhận rể và trao dâu. Và sau đó chúng ta sẽ cùng theo chân cô dâu Quỳnh Nga và chú rể Thanh Tuấn trở về với các phòng tiệc cưới của gia đình và nhà trai, gia đình ông Lê Công Bình và Lê Thị Quyên tại thôn một Thống Nhất, Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa tham dự sự kiện lễ thành hôn tác thành cho mối lương duyên trọng đại của chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga vào thời khắc 10 giờ buổi sáng cùng ngày. Những sự hiện diện tham dự và đồng hành chúc phúc từ phía toàn thể quý vị là những niềm vinh hạnh lớn lao đối với đại đồng hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt cho sự thống nhất rất cao của hai bên, có được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt của quý vị để cùng chúc mừng, có được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều. Cùng với cô chồng thứ hai được trao nhận thành công, kính thưa toàn thể quý vị, con người thì có tổ có tâm, như cây có tuổi như sông có nguồn, và để một phần đền đáp những công lao trời biển của ông bà cha mẹ có công ơn sinh thành và dưỡng dục để cô dâu Quỳnh Nga có được cuộc sống sức khỏe và niềm vui hạnh phúc trọn đại như ngày hôm nay, thì đoàn đại biểu gia đình Hoài Nhà Trai mang đến với gia đình Hoài Nhà Gái một cây chầu thứ ba, gọi là cây chầu dẫn lễ nạp tài, cùng với các sinh lễ nạp tài vô cùng trang trọng để nói lên tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất trong sự kiện. Và ngay bây giờ xin được mời nghi thức tiếp theo, bố mẹ thân sinh của cô dâu, bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ cùng khởi thân đứng dậy và cùng chào với nhau cây chầu thứ ba, cây chầu dẫn lễ nạp tài. Xin trân trọng kính mời quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt để cùng chúc mừng với các bạn.
thành công tốt đẹp phù hợp với truyền thông mỹ thuật của người Việt Nam xưa và nay. Tới đây cho phép ban biên tập chương trình trung tâm tổ chức sự kiện Tuế Nguyệt xin một lần nữa đón lời cho gia đình của nhà gái gia đình ông Lê Huy Thị và chị Thị Bảy tại 67 Xuân Viên Thọ Xuân Thanh Hóa, đón lời cho gia đình ngày nay gia đình ông Lê Quang Bình và Lê Thị Minh tại Quan Bổ Thống Nhất Xuân Dương của Xuân Thanh Hóa, đón lời cho gia dân Bình Nga chú rể Thanh Tuấn gửi tới tất cả quý vị những sự tri ân chân thành, sự biết ơn sâu sắc khi đã cùng quyết định chọn lựa tư gia gia đình nhà gái làm điểm đến để cùng chúc mừng cho sự kiện trọng đại. Chúng tôi xin phép được khép lại sự kiện lễ hội năm nay ngay tại đây. Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự như ý và mã đáo thành công. Vừa rồi là chuyện hai bên sẽ cùng vượt qua đứng dậy bắt tay nhau một lần nữa, thắt chặt tinh thần đoàn kết tham gia. Ba bên thật thì xin phép được nói lời chào tạm biệt và